Xin chào anh em nhé. Tiếp tục để trả hàng cho anh em, làm gấp trong đêm đây. Em vừa đi Hàn về để bây giờ đóng hàng để mai gửi sớm, mai thứ bảy gửi sớm, nhật thứ chủ nhật lại không, anh em lại không nhận được. Đây anh em này, cái form này là có người lại thích kiểu này, thì làm mất công thêm tí nhưng mà thôi, ok vẫn làm ok. Đây, còn cái kiểu này anh em bảo bản quyền. Chẳng có ai nói là khẳng định nó bản quyền của mình cả. Vì như này anh em nhé, cái form này tự em nghĩ ra, mà góc vuông này này, để tránh chim đánh vanh này, là em đã nghĩ ra mấy năm nay rồi. Mà rất nhiều anh em làm, em có dám bảo là bản quyền gì đâu, mà anh em bảo có mỗi thứ này thôi mà anh em bảo là chạm bản quyền với nó kia. Chịu anh em ạ. Đây này. Còn anh em thích làm mẫu này thì cứ lên YouTube gõ kích thước lồng bẫy hai mặt một mặt, độ trọng ra có đầy đủ kích thước cho anh em tự làm. Em không giấu gì kích thước còn gì cả. Đây. Đây là những anh em nào đặt không tỷ đồng này. Đặt về là cán thường. Còn những em đặt tỷ đồng em làm nó rất chi là cực, rất vất. Đây là những cái đây nhá anh em nhá. Cái tỷ đồng như này. Cái tỷ đồng như này là mua mất 75.000 rồi. Cái này mất 35.000 nữa. Cái này 25.000 nữa. Cái bịt cán này, núi cán này. Đây cũng thế hết. Tất cả đều thế anh em này. Đó. Đây. Em sắm cả cái máy tiện để em tiện đưa cái tỷ đồng vào anh em này. Rồi. Sắm cả máy tiện em đưa cái tỷ đồng vào. Đây là cái máy tiện này. Cái máy tiện này chỉ được nếu bình thường tiện thì chỉ được xem nào. Khoảng dài nó chỉ tầm độ gần 20 thôi. Gần 20 phân thôi. Nhưng mình tiện những cái nhỏ này thì cũng không cần dài hơn làm gì. Đó. Ok, chào anh em nhé. Để hẹn anh clip tiếp theo. Em đóng hàng đây. Cảm ơn anh em đã xem video và chia sẻ những video của em. Còn anh em nào đặt khung lồng này thì anh em cứ liên hệ với em cái số 0334 222 225. Thêm tỷ đồng bịt đồng này là 350 chưa phí ship anh em nhé. Còn anh em thích đặt đâu đặt em không quan trọng, vì là nhiều anh em bán có chỗ bán rẻ hơn thì em không biết. Còn kích cỡ của em thì chỉ có một cỡ thôi. Anh em đặt thích rộng hơn em có thể làm rộng hơn, nhưng mà như này đánh chòe đánh màu thoải mái. Còn kích thước chuẩn của em thì em tự nghĩ ra thì em vẫn còn kích thước, vẫn đủ kích thước từ ngày xưa, vẫn như này thôi, không hơn được và cũng không ấy được. Ok.